Xin chào tất cả các chị ha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người xem qua một cái mẫu nhẫn ngọc cam đen, một mẫu nhẫn được khách hàng rất là ưa chuộng luôn. Đó là mẫu nhẫn mã 48, mã nhẫn kim tiền mấy chị ạ nha. Đây các chị gái ơi, mẫu nhẫn kim tiền được thiết kế rất chi là đẹp nha mọi người nha. Em có đủ màu ngọc cho mấy chị gái luôn nha. Viên ngọc trai có là viên ngọc trai em có màu trắng ánh hồng và màu đen như em đang đeo nha. Viên ngọc trai là 9 đến 10 ly ha, ngọc trai kết hợp với bạc ý cao cấp 925, rất chi là đẹp giùm em luôn. Đây là mẫu nhẫn mã 48 nhẫn kim tiền nha các chị gái ha. Nhẫn 48 nhẫn kim tiền với mức giá là 1.200.000 đồng. Và ngày hôm nay tại cái live này em giảm luôn cho mọi người chỉ còn có 799.000 đồng. 799.000 đồng một chiếc nhẫn kim tiền như em đang đeo mọi người ha. Chị nào ưng mẫu này comment bên dưới giùm em nha, hoặc để lại số điện thoại sẽ có nhân viên tư vấn nha. Nhẫn bên em có đủ ni đủ size làm theo size tay khách hàng. Rồi chị nào ưng mẫu này để lại bình luận số điện thoại bên dưới giùm em luôn. Mua hàng bên em được kiểm tra hàng đeo thử trước khi thanh toán nha. Bảo hành sản phẩm 3 năm. Cảm ơn các chị đẹp đã quan tâm.